Chúng ta sẽ đến cả xe đấu thứ tư, còn Joe Maxe là con đội bên mình, còn bên đội bạn là Seang Baby. Và hiện tại về tỷ số về xe thì chúng ta đang thua với tỷ số 1-2. 1-2 thì cũng chưa nói trước được điều gì cả. Và ngồi bình luận mà nghe thấy cái kèn cổ vũ bóng đá Việt Nam âm ỉ ngoài đường. Đây là Zoom đến từ Mai, đến từ Hoàng Anh Nhi, còn đây là Mai có tí nữa gặp Max C. Hai quân của chúng ta cũng là quân tuyển về cái khả năng ép đời. Đã nhìn thấy những tín hiệu cầu vòi đến từ bài Max C, sẽ là một đôi vòi cho Max C và hy vọng là chúng ta sẽ tìm được thêm một đôi vòi nữa. Có quả phụ dành cho Max C và bài Max C đã đủ đồ. Hoàng Mai Nhi bây giờ thì cũng đang có ít nhất cho mình là 3 voi. Đôi voi kia thì khá xa và cho theo sách giáo khoa thì Hoàng Mai Nhi sẽ cầu một lúc về cả hai con. Vị trí xa xa thì còn nguyên cả một bãi hiêu và một bãi quả cạnh nhau. Nó xếp chồng chéo lên nhau. Không có cơ hội cầu lúc hai voi rồi, sẽ là cầu lần lượt từng con một. Và BE của Hoàng Mai Nhi đang xây dở. Kích đời 8 phút tròn. Còn đây là Mai có tí. Mai có tí cũng là một bài chém sớm 23 dân. Cũng là một bài mắc binh đến từ Mai có tí. Hiểu đồ voi vào bãi quả đấy là bài cơ bản dành cho các tay chém ép 23 dân. Và màu 1 là game thủ Hồng Anh. Hồng Anh ở trong trận đấu này là người cầm xeng. Và cái tỷ lệ đánh xeng đánh chém là khá cao khi quân của chúng ta có Max C. Một là đánh chém, hai là thế khung nhà mà người ta đánh thẳng A cho Babylon chém. BL và BM và luôn tận dụng cái BM để mà bo bế vị trí bãi vàng, người ta gọi là bo một mặt. Vẫn còn hai hiệu, vẫn còn một con hiệu nữa dành cho Hoàng Minh Nhi, rất gọn gàng và ngăn nắp.
Mọi thứ vẫn đang tính toán chính xác từ Hoàng Mạnh Nhi. Hiểu chết ở vị trí không ảnh hưởng gì đến cái việc xây S cả. Bằng Seng đánh chém rồi. Bằng Seng đánh chém trong trận đấu này là hoàn toàn hợp lý. Giò của Hồng Anh thì cũng giống như cũng tân cung giờ đầu của Hồng Anh vậy, nó luôn là con dao rất sắc. Chúng ta cần phải để ý dân. Nó rất may vị trí bãi quả là chúng ta đang có một số lượng dân lớn để có thể đập được vị trí con ngựa giò. Và Hồng Anh đã rỉa mất khá nhiều máu dân của Mai Cầu Tí và bắt buộc thời điểm này thì Tí đã phải bo bế bè để giữ dân bãi quả một cách an toàn. Các bạn họ không biết là có tạt sang nhà Hoàng Anh gì không thì không thấy con giò của Hồng Anh đâu. Đó, con giò của Hồng Anh lại tiếp tục tấn công vị trí bãi gỗ. À, cứ có cơ hội chém, kể cả chém chéo thì Hồng Anh đang tận dụng triệt để cái đơn vị quân của mình. Nó dài và đâm bị sớm đến từ bài của Hồng Anh. Cũng là một đòn y công đổi mạng đến từ cái thủ Tí. Ở nhiệm vụ Hoàng Mạnh Nhi trong trận đấu này phải băm chết được nhà mèo. Tí đang đánh đòn đổi mạng cả nhà bài của Seng. Và Seng họ có cả kẹp thêm cả đơn vị cung giờ để bắn vào các vị trí bò bế bãi vàng. Bao bề bãi gỗ của cái vũ khí đều bị bay. Đó, những cái tơn vẩy e của Hồng Anh nó rất là sắc. Bây giờ thì vị trí bãi vàng của bài của Hoàng Mạnh Nhi cũng đang gặp sự cố. Đấy, kèo đấu ngày hôm nay rất nhiều các trận đấu thì gần như Hồng Anh luôn luôn là tiền đạo để cho mèo rơi vào thế đánh chủ lực. Và những trận đấu đó thì thường họ là thành công. Cái giá trị Hồng Anh ở Thái Bình là rất lớn. Đó là lý do mà tại sao Bảo Huấn luôn chiều chuộng và Hồng Anh hết mức so với nhiều các game thủ khác. Mất điện thoại iPhone X có thể tặng luôn iPhone X khác. Xe của chúng ta thì đang cố gắng đâm đi vào vị trí chủ lực của đội bạn. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi cũng không còn quá nhiều vàng để mà bơm cho Max xe của chúng ta. Bây giờ sẽ là một tôn vẩy e và ăn dân. Cố gắng nào, hết gỗ rồi. Đang đàn chém này, Hoàng Mai Nhi có thể đủ uy lực để đuổi theo cái đạo quân cũng như đạo dân của bên đội bạn. Và bây giờ thì những con lạc đà của Hồng Anh đã phải quay về cứu. Vâng, thế trận này thì chúng ta cũng đánh được. Màu đang có dấu hiệu yếu khá nhiều về dân. Nhưng lạc đà họ vẫn còn. Và
Hoàng Mai Nhi tiếp tục đẩy chém và đâm thẳng vị trí ruộng. Ở dân mèo tiếp tục thêm một lần nữa chạy. Ở bên trong có vẻ là hơi ít dân, khả năng là mèo đang làm ăn ở bên ngoài. Và Tí cũng đã bám sát được cái dân bên ngoài. Là thì cung giờ của mèo đứng hết ở bên trong đấy là một cái thế khó đấy. Nhưng dân bãi gỗ bên ngoài đang rất nhiều và Tí đang chém rất tốt. Nhưng chúng ta sẽ làm gì để chống được cái thế cung đứng ở trong bắn ra để mà dân sửa e đây? Đấy mới là cái bài toán khó về tương lai. À, bây giờ thì sẽ là cái thời điểm đi quản map đến từ những cái đơn vị lạc đà của Hồng Anh. Vẩy e không? Cần một tên đục vẩy e. Mình cứ để bên họ mà bo bế hai lớp BE và cung đứng ở trong một khung nhà ngồi sóc dân ra dần. Đấy là một thế rất khó đấy. Vẩy ra. Họ đã có móng BE đằng sau rồi. Thời điểm này Long vẫn còn một A nữa, chúng ta cần đâm nổ đến tiêu bài của Hồng Anh. Họ Hoàng Mai Nhi cũng đang nở cho mình cái tham là 3x. Long đốt nốt mấy cái nhà A của Hồng Anh, đừng cho Hồng Anh thi đấu nữa. Đưa vào chế độ mà chúng ta là có nhà đến từ bài của Hoàng Mai Nhi và cần cái bài cung chủ lực của Mèo Mèo. Thời điểm này Mèo đang hồi dân lại thôi. May thời điểm trước thì gần như là Tí đã phải ăn được cái tầm chục dân của chặt gỗ bên ngoài của Mèo. Nếu mà để Mèo sống chục dân đó mà chui vào nhà phát triển lại thì Mèo sẽ được hồi siêu khỏe. Và cố gắng hồi lại và chúng ta sẽ để y. Đẻ phù ra để có thể hồi lại máu cho chém. Sau đó thì bơm gỗ để cho Max C công ca và bơm cả thực nữa cho có thể là đẻ thêm y nữa thì càng tốt. Cục chém của Hoàng Mai Nhi bây giờ nó đang là đồng và chất lượng hơn so với cùng với đội bạn là Mèo Mèo. Đang có dấu hiệu và ăn vàng và chuyển cung A đến từ bài của Mèo đây. Xin gỗ và công ca và khi nào mà có ca thì rủ Hoàng Mai Nhi lên. Và tạm thời Hoàng Mai Nhi cứ đứng thủ nhà bắt quân tí đã. Thời điểm nhạy cảm nhất thì Hoàng Mai Nhi sẽ đẩy lên kết hợp cùng với ca. Vâng, cái nhà BA còn có một tí thôi. Không nhìn thấy dân của Hồng Anh ở đâu cả. À, Hồng Anh coi như đã phế rồi, chúng ta đang rơi vào trạng thái 2-1. Sắp có ca rồi. Sắp có ca rồi. Còn ca vị trí mắt sau cơ. Ở trên, ca ở trên cơ em ơi. À, đây là ca bây giờ dòng xuống BE. Và dã vào cái vị trí BE này. Chuẩn bị xô vào này. Xô vào. Xô vào. Và một tên chỉ lệnh T tốt đến từ những con ca bây giờ thì cũng vừa miếng đội bạn chuyển hàng. Hai con Y sẽ lao vào và Mèo là người đi sai. Đang rất tốt. Thời điểm đầu thì
Em ấy đi, em bấm lại rồi, em cắt rồi, không hiểu sao.